Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 17 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Không nên xông cho trẻ mắc COVID-19, khuyến cáo từ chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương. Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống y tế cơ sở phải chịu áp lực lớn chưa từng có. 31 năm phụ trách trạm y tế xã từ trên này rồi, có lẽ 2 năm vừa rồi là cái áp lực lớn nhất trong cuộc đời tôi. Từ mâu thuẫn nhỏ dẫn đến án mạng, một đối tượng bị lĩnh án 17 năm tù. Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu huyện tiếp tục phát triển công nghiệp, tập trung vào đề án phát triển đô thị, đầu tư các công trình có trọng điểm, có tính liên kết vùng, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Năm 2021, thu ngân sách của huyện Yên Mỹ đạt hơn 1,1 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 87 triệu đồng một người, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,6%, thành lập được 3 cụm công nghiệp với diện tích hơn 200 hectare, có 52 dự án đăng ký đầu tư vào địa bàn, giải ngân nguồn vốn đầu tư công được hơn 130 tỷ đồng, đạt gần 90% kế hoạch, tích cực giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án giao thông, công nghiệp trên địa bàn. Tại buổi làm việc, huyện Yên Mỹ kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư để giải phóng mặt bằng và làm mới, cải tạo một số tuyến đường giao thông, giảm thủ tục hành chính về đăng ký biến động quyền sử dụng đất với những dự án nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân để thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng. Đại diện các sở ngành đã có ý kiến đóng góp cho huyện Yên Mỹ theo nội dung của buổi làm việc, đồng thời đưa ra đề xuất kiến nghị để huyện thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn, chủ động giải phóng mặt bằng đón các nhà đầu tư, sớm triển khai đồ án quy hoạch chung huyện Yên Mỹ để phát triển nhanh quy hoạch đô thị huyện, cũng như phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ khu vực trung tâm thị trấn Yên Mỹ và các vùng lân cận, tạo điều kiện để huyện tháo gỡ khó khăn về giáo viên, cơ sở vật chất giáo dục. Trong cái phương án mà đưa tự chủ đấy thì mỗi đơn vị công chí xây dựng lên để làm sao mà đưa được cái nguồn tự chủ vào trong cái trường học ở mức trên 10%. 10% đó là biên chế chúng ta sẽ được sử dụng để tăng cái nguồn nhân lực cho giáo dục. Phải có một cái phương án, một cái chính sách hoặc là một cái quan tâm nào đó để thu hút được giáo dục ngoài công lập. Bởi vì với hệ thống lớp học này, trường học này, thế rồi hệ thống giáo viên này thì nhà nước không thể nào mà có thể tải được hết. Trong khi đó thì cái giáo dục ngoài công lập ở trên địa bàn tỉnh nói chung và Yên Mỹ cũng chưa cao. Trong cái luật bảo vệ môi trường thì cái người xả thải phải nộp phí. Chính vì vậy mà ở đây thì cũng đồng chí cũng có thể xây dựng cái giá thu phí để xử lý rác thải thí điểm ở trong cái điều kiện của địa phương. Ở điển hình thì ở đây cũng đã được một cái mô hình mà Bộ Tài nguyên Môi trường thì vừa rồi thì cũng về xã Sai Phạm thì các đồng chí cũng đã tập trung để quy hoạch và đã chuẩn bị để trong thời gian tới triển khai cái mô hình này, thì tôi cho rằng là từ cái mô hình này ta làm được thì liên quan đến cái việc cái tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao, mỗi một xã phải có một công trình. Thế chính vì vậy có thể là nhân diện rộng trên địa bàn. Khu công nghiệp Yên Mỹ tổng diện tích là 280 ha thì mới bàn giao đất được 126 ha, còn lại 155 ha nữa là chưa thực hiện giải phóng mặt bằng được. Đề nghị là các đồng chí là sẽ tập trung để làm, vì nó liên quan đến cái chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp của tỉnh. Nếu như mà không giải quyết dứt điểm thì các khu khác không vào được, rất khó khăn. Chính phủ quy định là dưới 60% chưa được lấp đầy thì không được tiếp cận dự án khác. Hiện tại cái đồ án quy hoạch chung thị trấn Yên Mỹ và khu vực phát triển mở rộng thì cũng vẫn chưa hoàn thành, sẽ kéo theo chương trình phát triển đô thị nó bị chậm. Vì chúng ta đồ án quy hoạch chúng ta vẫn chưa xây dựng xong, chưa có đủ cái cơ sở để lập cái chương trình phát triển đô thị cho cái thị trấn Yên Mỹ và khu vực phát triển mở rộng để đạt được cái tiêu chí đô thị loại 4. Cùng với đó thì cái tốc độ phát triển đô thị của Yên Mỹ cũng khá là chậm. Chúng ta phát triển mạnh công nghiệp thôi, không đáp ứng được cái tốc độ phát triển
Ví dụ như công nghiệp phát triển nhanh thì cái nhu cầu về tăng dân số cơ học rất là nhanh. Nhưng mà chúng ta lại chưa có những cái dự án hoặc là những cái khu vực quy hoạch mà nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội. Khu vực phát triển đô thị Yên Mỹ cũng chưa có một cái chỗ nào gọi là công viên cây xanh thực sự. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Mỹ đã đạt được, nhất là trong phát triển công nghiệp, phòng chống dịch COVID-19, đồng thời gợi ý hướng để Yên Mỹ tập trung phát triển thời gian tới như xây dựng hạ tầng giao thông gắn với phát triển các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ đô thị, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, chú trọng phát triển các dự án lớn có tính liên kết vùng, đặc biệt là khu đô thị phía Tây huyện, giáp huyện Văn Lâm, sẽ trở thành điểm nhấn trong tương lai gần. Bởi Yên Mỹ có rất nhiều tiềm năng lợi thế, số doanh nghiệp trên địa bàn Yên Mỹ là rất nhiều, kể cả lượng công nhân, dân số 168.000 người và 12.000 người là dân số khoa học đến làm việc và lao động tại Yên Mỹ, tổng cộng là dân đến 180.000 người. So với các địa bàn khác thì Yên Mỹ nào dân số rất đông, nhưng mà cơ bản ta hoạch định từ giờ đến năm 2025 thì ta làm những cái gì thì phải rất rõ ràng, rất mạch lạc để chúng ta có một hướng đi đúng đắn và quyết tâm quyết liệt chỉ đạo theo hướng đó. Thì đây mới là nội dung chính của buổi làm việc hôm nay, mà đây mới là điểm nhấn. Thì tôi đề nghị các đồng chí phải quyết tâm và xây dựng một cái lộ trình. Thì Yên Mỹ hiện nay đứng đầu của cả tỉnh về khu công nghiệp, 9 khu, cả tỉnh bây giờ có 3.800, còn thực tế được cấp chủ trương có hơn 2.600, thế mà riêng Yên Mỹ là 1.300. Có nghĩa là 50% của tỉnh nằm ở trên Yên Mỹ đấy, lợi thế rất mạnh. Quan trọng nhất bây giờ là bước giải phóng mặt bằng ở 9 khu này, bởi vì 9 khu này đã được Thủ tướng bổ sung quy hoạch và các nhà đầu tư ở Yên Mỹ là rất có năng lực đầu tư và kinh nghiệm đầu tư nhé. Nếu mà huyện không giải phóng mặt bằng được thì đây là rất khó khăn cho cả huyện và cả tỉnh. Nên là tôi đề nghị các đồng chí phải xây dựng các cái phương án giải phóng mặt bằng cho huyện các cái khu này rất cụ thể, rất chi tiết. Để xây dựng các cái kịch bản ở tỉnh thì đã có cái khung cho các đồng chí rồi. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu khó khăn, các ngành sẽ hỗ trợ các đồng chí xuống trực tiếp giải thích chế độ chính sách, rồi quy trình thủ tục giải phóng như thế nào để đúng phù hợp với lại pháp luật và các quy định khác liên quan. Cái đây đó mới là quan trọng đấy. Đầu tiên vẫn là tuyên truyền vận động. Các hội đồng thể vào cuộc tích cực rồi, dùng mọi biện pháp rồi mà vẫn không được thì lúc đó ta buộc phải dùng phương pháp là hỗ trợ thi công để ta quyết tâm thực hiện giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cơ bản đồng ý với một số đề xuất kiến nghị của huyện Yên Mỹ và giao cho các sở ngành hướng dẫn giúp đỡ huyện để thực hiện, đồng thời nhấn mạnh huyện tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Thì Yên Mỹ cũng là một địa bàn cũng rất phức tạp, lấn chiếm hành lang giao thông, lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi và trên đất nông nghiệp. Thì nội dung này tôi các đề nghị các đồng chí cũng phải quyết liệt, quyết tâm. Tỉnh đã giao chỉ tiêu cho các đồng chí rồi, đến năm 2021 là tối thiểu 50% và phấn đấu 80% các vi phạm cũ và nghiêm cấm vi phạm mới. Cái hai này thì cơ quan sở tài nguyên môi trường kết hợp với các ngành khác đi kiểm tra thì có lộ trình, vì thực hiện theo chỉ thị 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý tài sản công và quản lý đất đai thì trong đó có nội dung này là 93. Đấy, các đồng chí rất lưu ý cái đó và Ủy ban tỉnh buộc phải đi kiểm tra. Đấy là quản lý đất đai trên địa bàn. Thì các đồng chí lưu ý là tháng 6 này là sẽ đi kiểm tra đấy. Trong quý 2 thì đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường cũng xây dựng chương trình bắt đầu kiểm tra, bắt đầu quý 2. Nhưng mà kiểm tra là kiểm tra từ năm 2021 đến quý 2, đến thời điểm kiểm tra. Như thế thì mới được. Thế sau đó chỉ tiêu bao nhiêu thì nó cũng đánh giá từ trên cơ sở đó đánh giá cái chỉ tiêu với hai là cái mức độ hoàn thành để anh thực hiện theo kế hoạch 93 của tỉnh. Tất cả tỉnh đều phải như vậy thì tao tạo thành một cái môi trường sạch giống nhau, tất cả các địa bàn, các xã rồi các huyện giống nhau. Do vậy là người mà muốn vi phạm mà không dám vi phạm nữa. Thế còn người đã vi phạm rồi thì tự giác là thôi phá hủy các công trình đã vi phạm và chấp nhận cái đó. Vì nếu mà ta làm phải làm nghiêm toàn tuyến toàn tỉnh thì vậy, chứ còn không phải huyện này khác huyện kia khác được, mà tất cả tỉnh đều như vậy. Thế là cả hệ thống chính trị vào cuộc, chính quyền địa phương đầu tiên. Nhưng mà nếu mà điều tra mà xử lý ngay mà liên quan đến các đồng chí lãnh đạo cấp xã các cấp ấy thì xử lý nghiêm minh ngay, còn xử lý nghiêm hơn cả dân để làm gương.
Mấy hai là các vụ việc đấy mà nếu như các đối tượng mà có, tức là có một, tạo thành một cái nghề, tức là cái nghề chuyên đi trồng cây và cái nghề này chuyên đi mua đất, mua gom đất để gây khó khăn, thì tôi cũng đề nghị các đồng chí vào cuộc tích cực, có thể khởi tố vụ án để làm điểm, làm gương cho tất cả các địa bàn, các xã trên toàn tỉnh. Rất phát triển về công nghiệp. Sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Năm 2021, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt hơn 251.000 người, tăng gần 25.000 người, tỷ lệ bao phủ đạt gần 36% so với lực lượng lao động, vượt kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Năm 2022, Ban chỉ đạo đề ra mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ khoảng trên 92% dân số, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định năm 2021, tỉnh Hưng Yên hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có phần đóng góp quan trọng về chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các dịch vụ kèm theo. Để hoàn thành tốt mục tiêu năm 2022, đồng chí trưởng ban yêu cầu thực hiện tốt 5 giải pháp sau. Đẩy mạnh truyền thông về mục đích, ý nghĩa, lợi ích khi tham gia các loại hình bảo hiểm một cách gần gũi, dễ hiểu nhất để nhân dân biết và tự nguyện tham gia. Cần sớm kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân các cấp. Cần có kế hoạch ưu tiên phát triển đối tượng nào trước cho phù hợp với đặc thù từng địa phương, tổ chức hệ thống đại lý dịch vụ cho khoa học, đi sâu từng địa bàn dân cư, nắm bắt và đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân, tập trung nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xứng đáng là trụ cột an sinh xã hội của tỉnh. Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu 5 đơn vị sử dụng lao động tiêu biểu trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lần thứ nhất giai đoạn 2017-2021, đề nghị Trung ương khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, mong muốn cho trẻ mắc COVID-19 nhanh khỏi bệnh, nhiều gia đình đã sử dụng các biện pháp như dùng lá sông, viên sông và sông tinh dầu cho trẻ. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của tiến sĩ bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, thì đây là các biện pháp không nên sử dụng. Thực tế thì dân gian chúng ta luôn có những cái bài sông để làm sao những trong trường hợp ốm, cảm cúm thì có thể sẽ là dễ chịu hơn, nhanh bình phục hơn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này thì chúng tôi không khuyến cáo các bậc phụ huynh sông cho các cháu bé. Theo báo cáo ở Bệnh viện Nhi Trung ương cũng như ở các bệnh viện khác thì trong thời gian gần đây thì cái số lượng các cháu bé bị mắc Covid và gia đình tự ý cho các cháu sông đã bị những cái tai nạn bỏng khá nhiều. Có những cháu vào nhập viện trong cái tình trạng rất là nặng. Khi mà tình trạng mà do vô tình người lớn cho các cháu sông và cuối cùng là đổ nước sôi vào người và cái số lượng bỏng thậm chí là rất là sâu và phải cấp cứu trong cái tình trạng nặng. Đối với trẻ em nó có một số cái đặc thù riêng, khi mà sông thì cái làn da của các cháu bé nó rất là mỏng, cái diện tích da của cơ thể trẻ em so với cân nặng của cơ thể ở trẻ em bao giờ nó cũng nhiều hơn người lớn, và vì vậy là khi sông thì cái khả năng diện tích da tiếp xúc với cả hơi nóng cũng như các thuốc thì cái nguy cơ mà gọi là ngộ độc các chất hoặc là nguy cơ giãn mạch ngoại biên thì nó sẽ nhiều hơn, và do vậy nó sẽ có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đối với các cháu bé thì như chúng ta biết là khi ốm đau thì nhiều khi lại ăn uống kém thì thiếu dịch, và như khi sông thì có thể gây giãn mạch và có thể làm cho cái tình trạng huyết áp của bệnh nhân có thể bị tụt xuống. Đấy là những cái dấu hiệu là không tốt, và tính thời điểm hiện tại thì chúng tôi không khuyến cáo sử dụng khí dung hoặc là sông cho trẻ tại nhà. Vừa qua, một số doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp huyện Ân Thi trao tặng 11.500 bộ kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 trị giá gần 800 triệu đồng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện. Thời gian qua,
Để góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, không chỉ tại huyện Ân Thi, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã rất tích cực ủng hộ tiền, vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch. Nhờ đó, tạo nguồn lực đáng kể trong công tác phòng chống dịch, hạn chế tối đa chi từ nguồn ngân sách nhà nước, góp phần phát hiện điều trị kịp thời các ca lây nhiễm, giảm số ca nặng và thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Hơn 2 năm qua, hệ thống y tế cơ sở hoạt động với áp lực ngày càng lớn do số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 tăng cao. Chưa bao giờ cán bộ y tế cơ sở phải gồng mình làm việc với khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Ghi nhận của các phóng viên thời sự. 12 giờ trưa, tại trạm y tế xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, những nhân viên y tế này vẫn miệt mài với công việc cho dù họ đang là F0 hoặc vừa khỏi bệnh. Tự nguyện cách ly ngay tại trạm, thực hiện phương châm F0 chấm F0, họ vừa duy trì công việc chuyên môn, vừa tự mình chống chọi lại với bệnh tật. 5 nhân viên y tế của trạm tôi bị mắc F0, thế nhưng các cô chú vẫn đi làm bình thường. Mà nếu nghỉ thì chẳng có nhân viên làm nữa. Làm việc thì không kể giờ giấc, vì cứ bất kể lúc nào người dân khó chịu, nóng sốt là lại đi ra trạm. Nhiều lúc lo lắng về dịch bệnh quá, người ta có những cái thái độ thái quá với cả nhân viên chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều phải bình tĩnh, dịu dàng để giải thích, động viên, để dân hiểu rõ về dịch bệnh. Liên tục lấy mẫu test nhanh cho người dân đến khai báo y tế, tranh thủ thời gian vắng người, bác sĩ Triển, trạm phó trạm y tế xã Mai Động, huyện Kim Động lại hoàn tất các thông tin, hỗ trợ cập nhật danh sách F0 và kiểm tra hồ sơ chuyển bảo hiểm xã hội cho những lao động mắc COVID-19 trong xã. 12 nhân viên y tế cho cả điểm trạm thôn Vân Nghệ bên kia sông Hồng và điểm trạm chính của xã hiện giờ chỉ còn có 3 người làm việc trực tiếp, do 3 cán bộ đang là F0, một điều dưỡng tham gia tăng cường hỗ trợ bệnh viện sản Nhi Hưng Yên. Công việc nhiều, nhân sự thiếu nên từ trạm trưởng, trạm phó đến cán bộ nhân viên đều phải gồng mình làm nhiều việc kể cả ngoài chuyên môn. Tôi là bác sĩ nhưng nhiệm vụ bây giờ trạm y tế của chúng tôi nhân lực bây giờ thiếu thốn rất là nhiều, áp lực công việc thì rất là lớn, dịch bệnh thì bùng phát rất nhiều, nên nói chung là dù bác sĩ hay điều dưỡng hay tất cả anh em thì vào việc nào đều phải làm hết. Bên cạnh công tác chuyên môn như khám chữa bệnh thông thường, tiêm phòng vaccine, các cán bộ y tế cơ sở trên toàn tỉnh hiện còn phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến bệnh nhân COVID-19 như cam kết, xác nhận, quyết định cách ly, khỏi bệnh và đặc biệt là theo dõi, tư vấn điều trị cho bệnh nhân. Chưa bao giờ khối lượng công việc, thủ tục hành chính, giấy tờ mà các cán bộ y tế phải đảm đương nhiều như hiện nay. Mặc dù có sự hỗ trợ của lực lượng từ địa phương, sóng áp lực đối với các cán bộ y tế vẫn là rất lớn. 31 năm phụ trách trạm y tế xã từ trên này rồi, có lẽ 2 năm vừa rồi là một cái áp lực lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhìn các em, các cháu rất là thương, vất vả, mọi chuyện nguy hiểm. Cố gắng động viên, chia sẻ các em, các cháu là thôi cố gắng. Ủy ban xã cũng rất là chia sẻ với ngành y tế của địa phương cùng với trạm y tế nắm bắt thông tin thế và cập nhật cái tình hình dịch bệnh, chỉ đạo các cái cán bộ chuyên môn của ủy ban xã cũng như các ngành làm tốt cái công tác phối hợp, giao đặc trách cho cán bộ văn phòng của ban xã giúp trạm y tế về toàn bộ cái thủ tục hành chính. Cùng với sự hỗ trợ của các ngành chức năng và các địa phương, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định về cách ly, điều trị và phòng bệnh để góp phần chia sẻ những khó khăn, giảm bớt áp lực đối với các y bác sĩ cơ sở, tuyến y tế gần dân nhất hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhớ, sinh năm 2001, cư trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, về tội giết người và 19 bị cáo khác về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên, vào 20 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2021, tại khu vực ngã năm cầu treo xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, một nhóm 19 thanh niên do Lê Văn Liêm cư trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ là người chủ mưu cầm đầu, đi xe mô tô, cầm theo dao kiếm, gậy, rú ga, lạng lách đánh võng, hô hào đuổi đánh một thanh niên ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực này. Khi đó, Nguyễn Văn Nhớ và anh Lê Văn Hai, sinh năm 2003, cư trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, thấy đông người nên dừng lại tại khu vực này.
Trong quá trình đó, do bực tức vì bị anh hai chửi nên Nhớ dùng con dao mang theo người đâm anh hai tử vong. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Nhớ 17 năm tù về tội giết người và tuyên phạt 19 bị cáo tội gây rối trật tự công cộng. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thời sự quốc tế. Tờ Thời báo Tài chính của Anh đưa tin Ukraine và Nga đã tiến hành các bước để hướng tới một kế hoạch hòa bình 15 điểm, trong đó Nga sẽ rút quân để đổi lấy cam kết trung lập của Ukraine. Thời báo Tài chính của Anh trích dẫn 3 nguồn tin tham gia vào các cuộc đàm phán của Nga và Ukraine cho hay thỏa thuận bao gồm một lệnh ngừng bắn, chính phủ Ukraine tuyên bố trung lập và Kiev chấp nhận các giới hạn về lực lượng vũ trang, và lực lượng quân sự Nga sẽ rút khỏi Ukraine. Thỏa thuận cũng yêu cầu Ukraine chính thức từ bỏ ý định gia nhập NATO và không tiếp nhận các căn cứ quân sự hoặc vũ khí từ nước ngoài. Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine xác nhận dự thảo trên, song khẳng định đó là những quan điểm yêu cầu của phía Nga. Phía Ukraine có lập trường của riêng mình. Hiện tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn đang được thực hiện và các bên đã ghi nhận những tiến bộ tích cực. Giới chức Nhật Bản đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,3 độ Richter làm rung chuyển miền đông bắc của Nhật Bản vào đêm 16 tháng 3. Trước đó, Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần có thể cao lên đến 1 mét. Tuy nhiên, sau đó chỉ ghi nhận các đợt sóng cao khoảng 30cm nên cảnh báo được dỡ bỏ. Giới chức cũng công bố thống kê thiệt hại sau trận động đất mạnh này. Theo đó, có ít nhất 2 người đã thiệt mạng ở thành phố ven biển Soma và khoảng 100 người khác bị thương, chủ yếu ở tỉnh Fukushima và Miyagi. Trận động đất mới nhất cũng đẩy hơn 2 triệu hộ gia đình rơi vào tình trạng mất điện tạm thời. Ngoại trưởng Anh thông báo Iran đã trả tự do cho 2 tù nhân mang quốc tịch Anh sau khi London trả khoản nợ 515 triệu đô la Mỹ liên quan đến một thỏa thuận mua bán khí tài vài thập kỷ trước đây. Ngoại trưởng Anh Liz Truss xác nhận sau nhiều tháng đàm phán cùng hỗ trợ ngoại giao từ Oman, Anh và Iran đã đạt được thỏa thuận giải quyết khoản nợ kéo dài hơn 40 năm. Khoản nợ này liên quan đến hợp đồng bán 1.500 xe tăng và thiết giáp cho chính quyền vua Shah. Khi cách mạng Hồi giáo diễn ra, khiến vua Shah trước đây bị lật đổ vào năm 1979, phía Anh đã đơn phương hủy hợp đồng và không hoàn số tiền mà Iran đã thanh toán. Cùng với thỏa thuận trả nợ trên, 2 công dân Anh cũng đã được trả tự do và trở về sau nhiều năm chịu án tù với cáo buộc gián điệp và chống phá Iran. Ngoài 2 công dân Anh, một người Mỹ gốc Iran cũng được thả và đã rời nhà tù, được chuyển về nhà riêng ở Tehran. Xin chuyển sang các tin tức khác. Nhằm đối phó với hạn hán kéo dài ở khu vực miền Tây, các chuyên gia tại bang Wyoming của Mỹ đã áp dụng phương pháp gieo mây để tạo mưa nhân tạo. Chương trình biến đổi thời tiết của bang Wyoming tổng cộng đã thực hiện 28 chuyến bay để gieo mây, giúp tăng lượng mưa và tuyết. Phương pháp sử dụng một đám mây có sẵn để phun iốt bạc, từ đó làm tăng những hạt cực nhỏ gọi là nhân băng, giúp nước ngưng tụ trở lại. Về cơ bản, mây là tập hợp giọt nước và tinh thể băng trôi nổi trên bầu trời. Nhân băng giúp đám mây tạo ra mưa. Trên thực tế, cách đây 8 năm, nhà chức trách bang này đã bắt đầu gieo mây theo năng suất chính thức sau khi nghiên cứu 10 năm chứng tỏ phương pháp hiệu quả. Những ngày qua, bầu trời nhiều khu vực tại Tây Ban Nha đã được nhuộm một màu cam do ảnh hưởng từ bão bụi từ sa mạc Sahara ở châu Phi. Cơn bão bụi khổng lồ từ sa mạc Sahara đã thổi qua châu Âu và khiến nhiều vùng rộng lớn của Tây Ban Nha rơi vào tình cảnh ngột ngạt khó thở. Nhiều người Tây Ban Nha thức dậy vào buổi sáng vô cùng bất ngờ khi thấy một lớp bụi đỏ bao phủ các sân thượng, đường phố và những chiếc ô tô. Bầu trời ở thủ đô Madrid và các thành phố khác nhuốm màu da cam khác thường. Mây bụi từ sa mạc Sahara cũng đã lan đến nhiều khu vực khác như Pháp hay Bồ Đào Nha. Tại triển lãm robot quốc tế tại Tokyo, hãng Kawasaki đã giới thiệu một mẫu robot điện điều khiển từ xa, mô phỏng dê núi, giúp chở hàng hóa ở những địa hình gồ ghề như đồi núi. Mẫu robot độc đáo có hình dáng dê núi Amper, một loài dê hoang dã sống ở Đông Phi, Bắc Phi và Đại lục Á Âu. Robot được đặt tên là Bex, là dự án dài hạn của công ty từ năm 2015. Trong video giới thiệu, Bex đủ chắc chắn để chở một người lớn trên lưng và đi lại xung quanh. Cỗ máy có thể chở gần 100kg hàng hóa, gấp đôi trọng lượng của nó. Ngoài vận chuyển vật liệu xây dựng, đồ đạc cùng nhiều thiết bị khác, Kawasaki cho biết hãng sẽ sử dụng Bex để kiểm tra công trường từ xa. Khoảng 1.500 Phật tử Nhật Bản vừa qua đã cùng các nhà sư đi chân trần trên than nóng tại một lễ hội thường niên với tâm nguyện cầu cho sự an toàn vượt qua dịch bệnh và hòa bình trên thế giới.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đặc biệt có tên là Hiwatari Matsuri, tổ chức tại núi Takao ở Tokyo. Các nhà sư đốt gỗ và lá bách tạo ra một ngọn lửa lớn. Sau đó họ té nước lên lửa, gom than hồng và xếp thành hai dải rồi đi chân trần lên trên. Hiwatari Matsuri được tổ chức thường niên trong 50 năm qua để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, sức khỏe và may mắn. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.